Alo, thân chào quý đạo hữu đã quay trở lại với The Fun Gdev, cái series lập trình Go căn bản. Thì ngày hôm nay, ở cái video này, mình sẽ giới thiệu cho quý đạo hữu về một cái kiểu dữ liệu mới ở trong Go, đó là map. Thì cái map này á, nó không phải là cái bản đồ, mà nó là một cái kiểu dữ liệu, trong đó nó quản lý dữ liệu theo cái kiểu là key value. Có nghĩa là cứ ứng với một cái key thì nó sẽ tương ứng với một cái giá trị cụ thể. Đó, thì nó ở trong những cái ngôn ngữ khác á, thì nó cũng có những cái map giống tương tự vậy. Ví dụ như trong JavaScript thì mình có object, Python thì mình có cái dict, hoặc là Ruby thì có hash. Trong Java thì mình có cái cũng có cái map vậy đó, hash map rồi đó, cái kiểu vậy đó. Nghĩa là nó lưu trữ giá trị theo cái kiểu là key value, cứ ứng với một cái key thì nó sẽ có một cái value tương ứng. Thì đây là cái cách mà để mà mình khai báo một cái map ở trong Go. Thì mình có thể là này và một cái tên của cái map đó, và bằng cái từ khóa map mở ngoặc vuông ra là cái key type, có nghĩa là cái kiểu dữ liệu của cái key, và ở phía sau nó là cái value type, có nghĩa là cái kiểu dữ liệu của value, của cái giá trị. Thì bên cạnh những cách khai báo này thì mình cũng có thể là khai báo bằng cái lệnh max đó, hoặc là mình hai chấm bằng cái map luôn cũng được đó. Có nghĩa là đây là cái cách mà mình có thể khai báo một cái map. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ cụ thể luôn để cho mọi người có thể xem được. Thì đầu tiên là mình tạo ra một cái thư mục project mới luôn, và mình cũng phải là tạo ra cái file main.go, ở đâu cũng vậy. Rồi bucket main, trong bucket main thì phải có phần main. Rồi thì trong cái phần main này bây giờ mình sẽ khai báo một cái map. Bây giờ ứng dụng mình, ví dụ mình làm một cái gọi là cái siêu từ điển của mình luôn, siêu từ điển luôn, thì mình sẽ khai báo là cái từ điển. Nó sẽ bằng cái map. Cái từ điển thì nó đưa vào một cái từ cần tra, và cái nghĩa của từ đó, đúng không? Đấy. Rồi, đây mình sẽ dùng cái max để tạo ra một cái map có cái kiểu key là string, và trả về cái value là string luôn. Rồi bây giờ làm thế nào mà để mà mình thêm cái cặp key value này vào trong từ điển? Thì ở trong Go nó làm cũng rất là đơn giản thôi, nghĩa là các bạn sẽ thêm vô, ví dụ như tôi đang từ điển này là từ điển Anh Việt. Đó, thì tôi sẽ đến từ one trong tiếng Anh, nghĩa là bằng một trong tiếng Việt. Đấy, thì đây là cái cách để mà mình có thể thêm vào một cái key value, nghĩa là mình boost vô một cái value ở trong một cái map trong Go. Nó có chút như vậy, nghĩa là bạn từ điển này, cái map này, bạn lấy mẫu vuông ra, bạn đưa cái key vào thì bạn sẽ gán giá trị cho nó. Đây là cái cách mà mình input vào một cái cặp giá trị key value cho một cái map. Bây giờ mình thử, mình muốn get ra thì ví dụ là mình muốn lấy cái từ khóa cái giá trị ứng với cái key one này của mình á, nghĩa là mình muốn tra cái từ one trong cái bộ từ điển của mình á, có nghĩa là gì á, thì mình sẽ dùng cái kiểu này đó. Có nghĩa là đó, mình sẽ lấy ra cái key one và dán như giá trị này. Rồi bây giờ thì mình sẽ in ra. Cái đầu tiên là mình sẽ in toàn bộ cái từ điển mình luôn, và cái thứ hai là
Và mình sẽ in cái giá trị S là mình lấy từ cái value của cái từ one đó. Rồi để mình zoom to ra cái code ra. Đó. Để mình có ra. Giờ mình chạy thử. Go run main.go. Đây. Thì ở cái dòng print đầu tiên nó sẽ in ra là cái map và one một ha, và ở đây đây là mình là một, nó nghe là cái từ điển mình nó chạy rồi đó. Giờ mình thử thêm vô nha, thêm tiếp vô two là hai, rồi chạy lại nè. À trong này thì mình có một cái trò này nó cũng khá là hay, rồi mình chắc mình để mình hướng dẫn các bạn luôn. Nghĩa là mình sẽ tạo một cái, thay vì mình cứ ngồi mỗi lần mình chạy mình gõ lệnh đó, thì mình sẽ tạo ra một cái mắc file, nó đặt tên y chang vậy luôn các bạn. À, đặt tên là mắc file viết liền và không có cái đuôi gì hết. Thì cái file này làm gì? Cái file này á thì mình sẽ chạy cái lệnh, mình sẽ định nghĩa những cái lệnh alias nó bằng một cái tên. Ví dụ như bây giờ là tôi nói là thay vì mỗi lần tôi chạy á, tôi phải gõ là go run main.go, thì bây giờ tôi sẽ định nghĩa cái hàm run của tôi nó là go run main.go. Đó. Đây, nghĩa là cái lệnh run của tôi nó tương ứng với cái dòng lệnh này. Rồi ha. Giờ đó để mà tôi chạy thì tôi không, thay vì phải gõ cái dòng lệnh dài đó thì bây giờ chỉ gõ max run thôi. Và đấy nó cũng chạy ra luôn, thấy chưa? Nó max run thì nó run cái lệnh là go run main.go và đó, nó sẽ chạy cái lệnh là in ra one là một, two là hai. Đó, một cái siêu từ điển. Rồi. Thì đó là cái cú pháp để mà mình có thể thêm vào một cái giá trị ở trong map. Và thí dụ như bây giờ mình muốn xóa cái, bây giờ mình muốn xóa một cái key, xóa một cái giá trị ở trong cái từ điển, thì mình sẽ sử dụng cái hàm là delete. Delete mình đưa vào cái map, nghĩa là cái từ điển này của mình, và mình xóa với mình đưa vào cái key mà mình muốn xóa, thì nó sẽ xóa cái key đó đi trong cái map của mình. Rồi chạy lại max run đây, thấy chưa nè, đây mình kéo to to lên. Rồi ban đầu là mình có hai cái phần tử ở trong này là một hai, nhưng sau đó là mình xóa cái một đi thì nó chỉ còn lại là hai thôi. Đó thì sử dụng hàm delete để xóa. Này thì cũng rất là dễ thôi đúng không các bạn, không có gì phức tạp hết. Rồi, sau này là cái cú pháp để mình duyệt qua từng cái phần tử ở trong trong một cái map. Rồi, thì để duyệt qua từng phần tử ở trong cái map á, thì mình cũng giờ dùng cái lệnh for thôi. Và ứng với mỗi phần tử thì nó sẽ có là một cặp key và value. Đó. Rang từ điển. Đó. Rồi, thì ứng với cặp này thì mình sẽ in ra là cái key 1 thì cộng với tiếng Việt là, rồi mình cộng với value. Rồi. Nghĩa là ứng với từng cái key và cái value trong cái từ điển này thì tôi sẽ in ra cái key là tiếng Việt là value. Rồi tôi mắc run lại vậy. Thì đây one tiếng Việt là một mà two tiếng Việt là hai, thì đó là mình đã vượt qua đó, cái toàn bộ cái map của mình. Vậy thì cái map này nó cũng chỉ là một cái kiểu dữ liệu rất là đơn giản thôi. Vậy thì cái map này nó khác
gì với cái kiểu dữ liệu là struct của mình. Thì cái struct của mình thì nó là một cái dạng như là tổng hợp nhiều cái property, không còn có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Còn ở đây á, một cái map á, nó quy định là cái key, cái kiểu dữ liệu gì thì tất cả những key nó phải cùng một kiểu dữ liệu. Giống như ở đây string thì chắc chắn cái key của tôi phải là string, cái key của tôi không thể nào là một cái kiểu dữ liệu khác. Như là từ điển, ở đây tôi không thể nào mà dùng số 1 để làm cái key cả, không. Nghĩa là mình không thể nào mà mình đã define cái key là string mà mình có thể truyền dòng cái key kiểu khác được. Nghĩa là nó rất là strict về cái việc là cái type tương ứng vậy, tương tự cũng vậy, cái value cũng vậy, cái value mình đã định nghĩa nó là string rồi thì chắc chắn là khi mà mình boot vào á, set vào thì nó bắt buộc phải là một cái string. Nghĩa là nó bắt buộc mình khi mà khai báo kiểu dữ liệu gì mình phải xài đúng cái kiểu dữ liệu đó. Và một cái nữa là cái map này á, nó sẽ index theo cái key, nghĩa là trong cái việc mà để mà mình get ra một cái giá trị ở trong cái map nó sẽ rất là nhanh, tại vì nó index theo key, mình cứ get đúng cái key đó ra là nó sẽ ra được cái giá trị rất nhanh đó. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ thêm một cái nữa, nghĩa là mình sẽ viết một cái hàm gọi là hàm đổi giá trị, ví dụ như vậy đó. À thôi thêm đi, à, viết cái hàm thêm đi đấy, à, thêm vào trong cái map thêm key value đều là string hết đúng không, và thêm vào cái map thì phải có cái map, nghĩa là thêm vào cái map thì nó là cái map mà kiểu map phải là string string, nghĩa là cái hàm thêm này tôi sẽ thêm vào trong cái map này một cặp giá trị key value. Thì cái m key bằng value. Rồi giờ mình thử nha, bây giờ ở đây mình đang có là hai phần tử sẵn rồi, 1 và 2, thì mình bây giờ mình sẽ thay vì mình thêm bằng cách là từ điển 3 đúng không, tree, thì bây giờ mình sẽ thêm bằng cái hàm thêm mà mình mới viết, nghĩa là mình đưa vào từ điển cái key là tree và tiếng Việt là 3. Rồi sau đó mình sẽ in cái từ điển ra. Thì theo như quý đạo hữu mà đọc cái đoạn code này thì quý đạo hữu dự đoán là sau khi in xong, sau khi thêm xong, sau khi vũ siêu hành thêm xong đó, thì nó sẽ in ra bao nhiêu phần tử. Rồi bây giờ mình cho quý vị 5 giây để có thời gian suy ngẫm á. Rồi ok, rồi bây giờ mình chạy ha, coi đúng như những gì mà quý vị đạo hữu đã suy nghĩ không nha. Đây thì cái lần đầu tiên mình tạo ra hai phần tử thì nó in ra hai phần tử đúng nè. Rồi lần này mình thêm mình bỏ cái từ điển vào, tree là 3 này, và cuối cùng nó in ra 1, 3 và 2 đó. Thì đây cũng là một cái điều đặc biệt nữa trong cái map, nghĩa là cái map nó không có giữ cái trật tự, cái order mà mình đưa vào, nó chỉ quan tâm tới key và value nó index sao để cho mình có thể ra lấy ra rất là nhanh thôi. Còn cái việc mà order thằng nào trước thằng nào sau đó, nó không hề quan tâm đó. Nên ở đây các bạn thấy không, mà mình for mình đi qua thì nó cái lúc mà mình in ra cái thứ tự nó không còn giống như cái thứ tự mà mình boot vào nữa, mình boot vào 1, 2, 3 thì nó in ra là 1, 3, 2, đó cũng là bình thường thôi,
nghĩa là nó không quan tâm tới cái thứ tự. Cái vấn đề ở đây là tại sao là mình cái hàm thêm này mình chỉ đưa vào cái map thôi, nghĩa là mình không dùng con trỏ gì hết, mà tại sao nó vẫn có thể thay đổi được cái giá trị từ điển. Thay đó thì quay lại ở cái bài trước mình có nói về cái việc là value type và reference type, thì cái map này nó nằm ở trong cái thể loại gọi là reference type, có nghĩa là mình định nghĩa là một cái map vậy thôi, nhưng mà bên dưới của nó, bản thân bên dưới của nó đã là một cái con trỏ rồi, nó đem lên một cái con trỏ phía bên dưới rồi, nên khi mà mình viết những cái hàm liên quan tới thay đổi chỉnh sửa giá trị của một cái map nói riêng hoặc là một cái reference type nói chung, thì mình không cần quan tâm tới cái việc là phải chèn con trỏ nữa. Thì đó, trong trường hợp này bạn đã thấy, mình demo cho bạn thấy rồi, mình có thể thay đổi, mình không cần phải chèn con trỏ gì đây cả, và cái giá trị nó vẫn thay đổi như bình thường. Đó, đó thì đó là tất cả những gì cần biết về cái map này. Hẹn gặp lại quý vị đạo hữu ở những video sau.